Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lệ Minh nha. Tôi về Việt Nam, tôi phải đi ăn bờ ăn bụi rất là ngon chị các bạn. Nè, đây bánh ướt. Bánh ướt Việt Nam có 22.000 dĩa, ăn rất là ngon. À, chưa được đô nữa. Thấy không? Trong khi đó ở bên Mỹ, tôi nói ăn một dĩa bánh ướt này giá thì cũng khoảng 8 đô. Thì các bạn nghĩ đi, đời sống nó chênh lệch rất là nhiều. Nhiều khi tôi live stream á, rất nhiều người không thích, chửi thằng này nó về Việt Nam nó nổ. Các bạn thấy à, có 22.000 đồng à, chưa được đô nữa mà ăn đã luôn à, ăn quán cóc quán bờ quán bụi vậy đó. Nhiều khi hôm qua mình live stream có mấy ông Việt Nam trong nước vào chửi mình, cho rằng mình xuyên tạc nước Mỹ của họ. Thật sự ra nếu mà những người nào mà người ta có cơ hội á, mà họ có cái cơ hội mà họ đi được nước Mỹ á, thì tôi vẫn khuyến khích. Tại vì các bạn qua đó mà các bạn tìm được cuộc sống mà ổn định á, mà có người thân bảo trợ rồi có công ăn việc làm á, thì qua đó mình phụ họ để đặng mà cái cuộc sống trong cái buôn bán đồ. Còn mà lơ tơi tìm cách mà đi qua Mỹ giờ thì vất vả lắm. Tôi không có chê nước Mỹ, mà mình phải lựa cơm gấp mắm, chứ đừng có lên mạng mà mình sống ảo rồi mình nghe người ta nói qua Mỹ chắc là sướng lắm, đổi đời. Tại vì tôi thấy nhiều ông đại gia bỏ tiền qua ở Việt Nam đi qua tới Mỹ rồi phải đi làm cu li. Tôi thấy tội nghiệp quá đi, thành ra tôi lên tôi chia sẻ thôi. Tôi về Việt Nam tôi sống, tôi thấy người ta mưu sinh đủ kiểu đủ cách chị các bạn thấy không? Họ bán buôn những con đường, họ nghĩ ra cái cách gì là họ bán buôn, là họ cứ tìm cách họ sinh sống. Một đồng đô thì ở Việt Nam thì nó lớn, đồng đô bên Mỹ ăn cây kẹo mà còn phải đóng thuế, mua cây kẹo đồng phải đóng ít nhất cũng khoảng 7 xu, hơn tại vì đóng từ 8 chấm mấy cho đến 10 hơn 10 khoảng 10 chấm, nhưng mà tùy theo tiểu bang, thì theo thành phố, thì theo vùng. Các bạn thấy đó, có gì đâu mà cự nữ. Khi tôi chia sẻ vậy, mình phải nhìn nhận ra, mình tìm hiểu. Còn nước Mỹ thì nó muôn màu, muôn mặt, muôn hình, muôn vẻ. Hiện nay ở trong đất nước có nhiều những cái cơ hội để mình phát huy cái khả năng của mình. Mà ở trong nước mình không phát huy được thì đi qua xứ người ta phát huy con khỉ gì. Một cái đất nước mà đời sống nó cao, qua đó đi làm cu li chết mà cố luôn, làm đầu tắt mặt tối. Các bạn thấy đó, ở Việt Nam người ta vẫn bán buôn và cuộc sống nó tùy cơ ứng biến, nó uyển chuyển dữ lắm. Nhưng mà đừng đem cái nghèo ra mà mình để mà làm cái bình phong để đang mà than thở. Nghèo thì mình phải phấn đấu thôi à. Ở Mỹ nó cũng vậy thôi, các bạn thấy đó. Còn vấn đề mà ô nhiễm môi trường, trời đất ơi, thằng Mỹ nó đều đứng số 1 á. Nhìn thấy cái gì nó cũng sạch sẽ, nhìn thấy cái gì nó cũng mát mẻ, nhưng mà thực chất ra nó xài hóa chất dữ lắm. Đồ ăn của nó các bạn biết, nó tẩm liệu antibiotic, tức là cái chất hormone rất là nhiều để đặng nó bảo dưỡng đồ ăn. Bởi vì đồ ăn của nó nhiều khi nó dục á, nó còn tươi rối à. Nó còn tươi, nhưng mà tại vì cái nó hết cái ngày rồi, nó phải dục. Qua cái ngày đó bắt đầu là nó chuẩn bị nó sinh ra những cái độc hại. Cho nên người ta ăn nhiều á, người ta sẽ bị bệnh. Và các bạn thấy Mỹ hàng năm đó có 128 triệu người. Xin lỗi, 48 triệu người bị nhiễm độc thực phẩm và 128.000 người phải nhập viện, khoảng 3.000 người chết về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Thấy vậy đó mà nó vẫn ngộ độc thực phẩm.
Còn Việt Nam các bạn thấy họ ăn uống nhiều khi mình nói mình thực phẩm bẩn này kia, nhưng mà cái môi trường sống Việt Nam về những cái rau cải đồ đó, nó bù lại những cái rau tươi đồ đó, nó có những cái chất mà thuốc trong đó nó bù lại. Còn Mỹ không có, cái gì cũng đông lạnh. Còn muốn ăn đồ ăn tươi mà đồ ăn mà nó không có chất hormone, đồ ăn mà nó gọi là organic mà nó không có chất bảo dưỡng đó thì rất là mắc, ăn mắc lắm. Tôi nói các bạn, nó gấp, nó tiền nó gấp gần gấp đôi, tại vì đồ đó là đồ nó trồng bằng hữu cơ, nó không có phun thuốc gì đó. Anh ăn con gà con vịt nó nuôi bằng hữu cơ thì sao anh ăn vậy đó. Còn ở Việt Nam các bạn thấy có nhiều người họ không nhìn thấy được cái thực tế và họ không hiểu được cái nước Mỹ. Họ cứ không thích khi Lợi Minh nói về cái mặt trái của nước Mỹ, họ cho rằng Lợi Minh xuyên tạc. Mà mình nói là mình nói mình dựa trên chứng cứ, trên thống kê chứ không phải là tự động mà mình phân ra mình nói, phải không? Các bạn thấy còn mà ung thư của Mỹ á, trời ơi, nó chết còn giả mang nữa. Năm 2020 đó là có hơn 1.800.000 người bị bệnh ung thư và hơn 600.000 người chết vì ung thư. Các bạn thấy khủng khiếp là nó chết còn hơn đại dịch nữa. Ung thư á nó chết còn hơn đại dịch Covid nữa. Covid chết bữa nay là mới gần 600.000 người thôi, 500 mấy tôi quên rồi. Mà ung thư nó chết hơn 600.000 người. Các bạn thấy chỉ năm 2020 thôi đó, Mỹ là nó là một cái thằng gọi là một cái đất nước công nghệ cao, mà nông nghiệp của nó rất là cao, nó làm cái gì cũng máy móc cho nên quá chất đồ dữ lắm. Các bạn thấy như vậy màng ơi, bởi vì cái môi trường sống của bên Mỹ đa số là nhà khép kín, trong nhà những cái máy lọc không khí đó, nó lọc liên tục. Các bạn thấy chứ không phải giỡn đâu, tôi nói ngay cả Los Angeles hay là New York, San Francisco, chàng ơi, nó ô nhiễm ghê hồn lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì nhiều khi mấy ông mà Việt Kiều, mấy ông quay mấy cái chỗ đẹp không à, mấy ông có quay mấy cái chỗ mà nó xấu không, nó chết ở chỗ đó. Mình không, bà thông cảm, mình vừa nói mình vừa ăn nha, để lâu quá thông cảm nha. Thì kia mình cũng đói bụng rồi đó, mình ăn là ngon không? Có 22.000 à, dầm. Hàng ơi, thấy có cái ông gì đó ông chửi mình quá chừng, chửi luôn, ông chửi mình, cái miệng mình giống như cái ấy của con trâu. Ông chửi mình quá chừng quá đất luôn, mình nói với nước Mỹ mà ông không chịu mình giải thích cho ông nghe. Bởi vì cái sự trăn trở của Lợi Minh đấu tranh trên cái không gian mạng này mấy chục năm nay là vậy anh chị các bạn. Nhiều khi mình thấy những người trong nước họ hiểu về nước Mỹ mù mờ lắm, mà họ nói rằng tôi biết hết trơn à, nước Mỹ cái gì tôi biết hết trơn á, thời buổi giờ internet tôi bấm tôi biết. Nhưng mà họ không phải là lên mạng cập nhật về tin tức của nước Mỹ, cái nào cập nhật cũng được đâu nha. Tôi nói tôi về Việt Nam mà tôi mở cái định vị mà nó bật về Việt Nam đó, là những cái mà về bên Mỹ, những cái mà thế giới á khó vô lắm. Mà ở Việt Nam nhưng mà những cái mà Google nó không dịch lại nhá, nó dịch cũng trên trời dưới đất. nó dịch nhiều cái mình đọc mình cũng ngồi mình tài té ngửa. Thành ra tôi cố gắng chia sẻ làm sao để những người khác họ không hiểu về nước Mỹ và họ đang sống ở trên đất nước quê hương này và họ biết trân trọng cái những gì họ có thôi. Xã hội thì nó vẫn có những cái tiêu cực. Toàn ơi, các bạn biết ở bên Mỹ có những người nghèo khổ, họ nghèo họ tội lắm kìa. Họ nghèo, tôi nói ngay cả những người Việt của mình, tôi là dân làm ăn ở bên Mỹ tôi biết mà. Tôi đi như là thổ địa vậy, cái tiểu bang mà tôi ở. Tôi đi nữa không mà tiền xăng tôi đổ một tháng là cả ngàn đô chứ không phải ít đâu. Các bạn thấy có người thì nói là ở Việt Nam thì mua chiếc xe hơi không nổi. Ở bên Mỹ thì ai cũng đi xe hơi, chàng ơi, xe hơi bên Mỹ làm chủ thì dễ, nhưng mà nuôi nó thì rất là khổ, cho nên đâu phải dễ đâu. Các bạn thấy Việt Nam đó, người ta vẫn đi xe đạp điện Honda, nó là một cái phương tiện rất là hữu ích. Hỏi chứ đường xá Việt Nam như vậy, đi xe hơi chật cứt chỗ nào đâu,
đậu trước nhà người ta ra người ta chửi, nó bẻ kiến luôn, nó xịt sơn luôn. Thành ra cái nhu cầu mỗi quốc gia nó khác. Mà bây giờ Việt Nam, dân Việt Nam người ta cũng xài xe hơi nhiều rồi, họ có khả năng. Mà nó không phải là cái nhu cầu, nó là một cái gì đó, cái tài sản. Việt Nam xe hơi nó giống như tài sản thôi. Họ mua giống như là có cái tài sản, nó chưa phải là cái phương tiện cần thiết lắm trong cái mô hình xã hội. Khi nào mà hạ tầng cơ sở Việt Nam mà phát triển đồng bộ á, thì những người đi xe Honda này nè, các bạn thấy nó sẽ bớt lại. Giống như ngày xưa đất nước mình mới phát triển, mình đi xe, mà đất nước mình còn nghèo nữa thì mình đi xe bò, đường xá là lọc cọc, xong rồi mình đi xe đạp. Sau này mình khá lên mình đi xe đạp, bây giờ mình khá nữa mình đi xe Honda. Mà xe Honda là đường xá Việt Nam á, với lại cái mô hình xã hội á, nó tốt nhất. Các bạn đi về những vùng sâu, vùng xa, vùng quê, xe Honda nó chạy như con trâu con bò vậy. Mèn trời ơi, nó cổng đồ ăn, nó cổng lương thực, nó cổng 4-5 người. Tôi thấy hồi tôi trên Bảo Lộc tôi làm cà phê anh chị các bạn, nào là cà phê, rồi nào là phân, rồi nào là bà vợ ngồi ở trên cái mấy cái bịch cà phê, rồi ông chồng thì lại chèn ơi. Tôi thấy rồi ô mẹ, nó chạy hay, họ chạy hay khủng khiếp luôn. Các bạn thấy nó trở thành như cái nhu cầu, cái cuộc sống. Cho nên mình đòi hỏi những cái điều nó vô lý. Mình nhìn Mỹ, ô tại sao Mỹ đi xe hơi không? Tại đường xá của nó xa. Ở Việt Nam mở mắt ra tôi nói đi bộ một cái cũng có đồ ăn, bước qua một cái cũng có đồ ăn. Còn bên Mỹ mở mắt ra chợ thì ra chợ, nhà ở được ra chợ, từ nhà đi xuống chợ đâu phải là gần đâu. Mà đi bộ bên bển nó nguy hiểm hơn Việt Nam. Tình trạng đâu phải là dễ giỡn đâu. Cái lối sống bên đó nó khép kín. Nhiều khi anh đi bộ lân tơ ngoài đời, nhiều khi đạn đâu nó bay vô đầu anh cũng hay. Nhiều khi cái thằng nào nó ăn cướp, giật lại, nó giật cái nó chạy cũng hay. Ngàn ơi, nó đủ thứ hết. Cho nên ở Mỹ cái gì vậy, người ta đi đâu cũng vậy, đi đến nơi thì về đến chốn. Đi vào tiệm ăn cũng vậy, mở cửa khép lại, cái tiệm ăn của nó cũng khép kín nữa. Chứ không phải Việt Nam. Ở Việt Nam những cái mà nó mở, những cái mà tiệm ăn đồ Mỹ chở thì chỉ ở những cái khu mà du lịch thôi thì nó mới thông thoáng. Tại vì nó du lịch dân tấp nập, dân nó tấp nập. Còn những cái thành phố mà nó yên bình á, các bạn biết cái đời sống nó khép kín lắm. Nhiều khi nhà hàng này, nhà hàng kia kế bên quanh năm suốt tháng không biết nó là ai. Không biết nó là, các bạn thấy có những lúc có những người họ chết ở trong nhà đó. Tới tương nào mà hôi thúi lên đó, cái hàng xóm mới biết thôi, rồi đi báo cảnh sát. Cho nên cái cuộc sống mà tôi chỉ chia sẻ cái mặt trái để mọi người so sánh, chứ không phải tôi nói xấu nước Mỹ, chứ không phải hay là tôi khen Việt Nam. Việt Nam nó là như vậy rồi, cái đời sống nó là như vậy rồi. Mình nhìn nhận, mình thấy cái người dân lao động phổ thông Việt Nam người ta vẫn mưu sinh, kiếm đủ mọi cách để đặng mà họ sống. Chứ đâu có gì đâu mà làm gì mà chửi tôi dữ. Chửi tôi thấy mà ớn chị đậu. Chửi tôi mà còn nói cái miệng. Chửi tôi mà còn nói cái miệng này nó giống cái giống cái ấy của con tàu. Oh mẹ. Bó tay. Thôi mình ăn nha. Thì khi mình về Việt Nam, ở bên Mỹ mình cũng có những cái cười ra nước mắt, về Việt Nam cũng có những cái mình cười ra nước mắt. Thôi mình ăn đi, xin chào anh chị các bạn nha. Mình sẽ like phần sau, mình sẽ thấy cái gì hay mình sẽ like. Bye bye, bye bye, bye bye, chào anh chị các bạn.